Ok, chào mọi người. Thì trong cái video này thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách để mọi người có thể tính test tốc độ bắn của một khẩu súng chuẩn xác nhất và nó mang tính thực dụng nhất có thể nha mọi người. Thì có khá là nhiều cách để test tốc độ bắn của một khẩu súng với một khẩu súng khác. Tất nhiên là mọi người có thể làm theo kiểu truyền thống như là quay lại từng đoạn mà mọi người bắn khẩu súng đó và chia đôi cái màn hình ra để test tốc độ bắn. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người một cái cách mà nó mang tính thực dụng hơn vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Mọi người rất là đơn giản là mọi người chỉ cần vào huấn luyện, mọi người cầm một cái súng có skin hoặc không skin nha. Và mọi người hãy ghi chép lại cái kết quả cho mình. Ví dụ như ở đây mình đang có khẩu AK rồng lửa 28 viên đạn và mình sẽ bắn chính xác vào cái người nha. Lưu ý là để test tốc độ bắn là một là mọi người phải bắn thật chính xác vào một cái điểm nào đó. Ở đây mình chọn là thân đi cho nó rộng. Ở đây mình nhắm thật chuẩn xác vào cái thân và mình sẽ bắn hết 28 viên đạn và mình sẽ coi cái sát thương thực của nó là bao nhiêu. Thì cái sát thương thực ở đây là 1161 và cái sát thương trên dây của mình là 266. Thì cái cách để tính tốc độ bắn của một khẩu súng ấy là chúng ta sẽ thấy lấy cái sát thương thực chia cho sát thương trên dây. Ở đây là sát thương thực của khẩu AK rồng lửa là 1161 và chia cho 266 là sát thương trên dây, thì chúng ta sẽ có kết quả đó chính là 4.36. Mình sẽ lấy cái kết quả là 4.36 nha. Mọi người nên biết một điều là con số nó càng lớn thì có nghĩa là tốc độ bắn nó càng chậm. Thì test xương xương thì kết quả nó vẫn chỉ đâu đó như thế thôi, nó không có thay đổi nhiều lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ thử quay lại với lại AK thường nha mọi người. Chúng ta sẽ quay lại lấy cái khẩu AK thường. Và để test đúng cái tốc độ bắn ấy, thì chúng ta cần phải bắn bớt 2 viên đạn đi. Tại vì khẩu AK rồng lửa là sẽ chỉ có 28 viên đạn. Và nếu như chúng ta muốn test tốc độ bắn chính xác nhất giữa hai khẩu súng thì chúng ta cần phải test hai khẩu súng đó ở cái số lượng đạn như nhau. Ở đây mình sẽ bắn bớt 2 viên đạn từ AK rồng lửa, AK thường. Thì mình sẽ có đây sát thương thực của mình đó chính là 1064 và mình sẽ lấy chia cho cái sát thương trên dây đó là 204 thì kết quả đó sẽ là 5.21. Thì đây chính là cái tốc độ bắn chuẩn nhất của khẩu AK thường. Và tất nhiên rồi, khẩu vì 5.21 nó lớn hơn 4.34 cho nên là đúng như mọi người nghĩ là AK thường nó sẽ chậm hơn AK rồng lửa. Tương tự thì chúng ta sẽ test với những một số khẩu súng khác, ví dụ như X18 quái thú thì chúng ta có 23 viên đạn và chúng ta sẽ test thử coi chúng ta bắn 23 viên đạn thì chúng ta sẽ có sát thương đó là bao nhiêu đây. Thì sau khi mà mình test ấy, thì mình thấy là sát thương thực của khẩu X18 quái thú và người đó là 759 và sát thương trên dây đó là 265. Thì nếu như chúng ta lấy kết quả này chúng ta chia thì chúng ta sẽ có đó chính là tốc độ bắn của con X18 đó chính là 286. Ok, và chúng ta thử lấy một cái X18 thường, chúng ta sẽ test thử kết quả như thế nào nha mọi người. Và cũng giống như cái công thức lần trước thôi, khi mà chúng ta lấy X18 thường nghĩa là chúng ta sẽ phải bắn bớt đi 2 viên đạn thì mới so sánh được cái tốc độ bắn giữa hai khẩu súng. Bởi vì chúng ta cần hai khẩu súng đó phải có cái số lượng đạn như nhau. Chúng ta sẽ thấy ở đây đó là sát thương thực của X18 thường 23 viên đạn đó là 759, vẫn như cũ thôi. Tuy nhiên sát thương trên dây của nó là 222. Thì tức là nếu như chúng ta lấy đi thì chúng ta sẽ chia đó có kết quả đó là 341. Thì tất nhiên số này nó lớn hơn cái số của X18 quái thú. Mọi người có thể thấy điều đó. Và tiện thể đây thì mình sẽ so sánh luôn cái tốc độ bắn của X18 và cây Scar 25 viên nha mọi người. Mình sẽ test thử coi là cái hai cái khẩu này nó như thế nào. Đây thì mọi người có thể thấy ở đây là X18 thường. Mình bắn thì mình thấy cho nó kết quả đó chính là 825 và tốc độ sát thương trên dây nó vẫn giống như hồi nãy thôi đó là 222, thì chúng ta sẽ có kết quả đó là 371. Và nếu như chúng ta so sánh với lại cái khẩu Scar, chúng ta so sánh với khẩu Scar thì chúng ta sẽ có một cái kết quả mà nó cũng khá là xấp xỉ nhau. Sát thương thực của khẩu Scar sau khi mà chỉ ở trong băng đạn chỉ có 25 viên đó chính là 800 và sát thương trên dây của nó là 213. Nếu như chúng ta lấy này nữa thì chúng ta sẽ có 3.75, tức là chậm hơn so với cậu X18. Và qua cái này mình chứng minh được đó là cậu X18 bắn nhanh hơn cậu Scar. Thì hôm nay tiện thể đây là mình sẽ so sánh cái tốc độ bắn của cái cậu MP5X với cậu MP40. Thì đây là cái cậu MP40 truy sát nha mọi người. Tuy là đây là cậu súng có skin, tuy nhiên đây lại là cái skin súng không có tăng chỉ số tốc bắn
cho nên là nó chỉ tăng sát thương thôi thì nó phải là một vấn đề. Cái chúng ta cần đó là tốc độ bắn, nên chúng ta sẽ test sức mạnh tốc độ bắn giữa MV40 và MP5X nha mọi người. Ok, mình sẽ bắn hết 28 viên đạn. Ok, và sau khi mà bắn thì chúng ta thấy đó là sát thương trên dây, sát thương thực đó là 672, và nếu như chúng ta chia cho sát thương trên dây đó là 338 thì nó sẽ là 1.98, thì chúng ta có thể làm tròn là 1.99. và bây giờ chúng ta sẽ thử chuyển qua một khẩu MP5X thường nha. Ở đây mình đã tháo skin ra rồi nha mọi người, và để cho nó công bằng nhất thì mình sẽ bắn bớt hai viên đạn của MP5X đi. Thì ở đây chúng ta có thể thấy ở đây sát thương thực của khẩu MP5X đó là 644, và nếu như chúng ta chia cho sát thương trên dây đó là 330 thì kết quả nó sẽ là 1.95. tức là khẩu MP5X sẽ bắn nhanh hơn so với khẩu MP5 thường, và đương nhiên là nhanh hơn MP40 khá là sắp xỉ. Tuy nhiên là một số người có thể cảm nhận là MP5X nhanh hơn, và đây là cái kết quả xác thực đó. Ok, thì mình xin kết thúc video tại đây. Trong video này thì mình đã chỉ cho mọi người cách để tính tốc độ bắn của khẩu súng chuẩn xác nhất và thực dụng nhất nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Thanks for watching.